chào bạn trong video công chiếu tuần này mình đã giải thích bối cảnh lịch sử và tinh thần yêu nước của Machiavelli rồi trong video hủy viên tuần này mình sẽ giới thiệu ý tưởng tinh vi của Machiavelli tức là nếu một nhà lãnh đạo muốn tranh thủ sự độc lập quốc gia thì phải tận dụng hai yếu tố chúng là tất hành chính trị và tự do mà không bị chi phối và hai yếu tố này đều là kế thừa trí tuệ của La Mã là thành bang cộng hòa của La Mã là trước khi La Mã trở thành đế quốc OK, trong thời đại thành bang cộng hòa của Lama, Lama không tin vào kỳ Tô à cho nên không nhấn mạnh rằng à người ta nên phục tùng giáo lý của thiên chúa một cách thành kính, mà là nhấn mạnh rằng công nghệ nên phát huy tất hành của mình để sáng tạo ra trực tự xã hội nhân loại tốt lệnh. Vì vậy, Lama có để lại hai di sản trí tuệ rất quý báu, tất hành chính trị của công nghệ và xã hội có tự do mà không bị chi phối. Đầu tiên, à chúng ta phải hiểu biết tự do mà không bị chi phối là gì. Đối với Machiavelli, đó là yếu tố quan trọng nhất mà có thể để quốc gia phát triển một cách mạnh mẽ. Ok, trong video hồi trước, mình đã giới thiệu sự diễn biến của ý nghĩa tờ rô rồi. Trong cổ Hy lạp và La Mã, tờ rô nghĩa là không làm nô lệ của cơ thể hay là không làm nô lệ của bất cứ thế lần nào trong xã hội. Trong truyền thống kỳ đô giáo, tờ rô nghĩa là có ý chí tờ do có thể tờ quyết định làm cái gì trong hiện tại tự do nghĩa là có thể tự lựa chọn và ký kế ở xã hội, à, trở thành một thành viên của một xã hội. Ok, thời đại của Machiavelli là ở giữa hiện tại và truyền thống kỳ đó giáo, à, hay là theo một câu nói khác là hiện đại sống. Khi đó, chưa có quan niệm về kế ở xã hội, à, chỉ là muốn phụ khân trí tuệ của Lama. Trong đó, quan trọng nhất là phụ khân tự do của Lama, chính là tự do mà không bị chi phối, giống với nhiều nhà trí thức của phong trào phục hưng mà Chiavelli nghiên cứu lịch sử của La Mã là vì tìm ra một cung tầng độc lập cho thành phố của mình. Cho nên rất tự nhiên là Machiavelli sẽ so sánh thành phố của mình, della à, là Florence, với thành phố Lama, Và ông ấy phát hiện thành bang La có một điều mà Florence không có. Đó là khi La Mã có nhiều người giàu có xuất hiện, họ cũng có tạo nên một thế lực mà có thể tổ quyền chính trị như người giàu có ở Florence. Chính vì vậy, người dân ở La Mã có sở hữu một tờ do mà người dân Florence không có. Đó là tờ do mà không bị chi phối, ở à, tức là không bị chi phối bởi người giàu có. Và chính vì vậy, có một điều thần kỳ xuất hiện. Người bình thường và người giàu có của La Mã có thể toàn kết với nhau, cùng nhau phấn đấu cho lợi ích của quốc gia. Thế tại sao La Mã có thể không để người giàu có độc quyền chính trị? Theo Machiavelli, đó là vì La Mã có chính phủ hỗn hợp. Ok, trong thành phố của Machiavelli, Florence, Nghệ giàu có tổ chức một hội nghị để quản lý thành phố. Những ngày giàu có trong hội nghị trở thành tổ sổ có thể tộc quyền chính trị. Cùng trong La có hỗn hợp yếu tố của ba chế độ, quân chủ, quý tộc và dân chủ. Đầu tiên, La Mã có một Tài hội Nhân dân, Century Assembly, thành viên của Tài hội Nhân dân. Là những công dân có nhiệm vụ đi chiến tranh, cho nên chỉ có đàn ông lớn tuổi. Có lẽ Tài hội Nhân dân không phải là một phiên dịch đó, mà là nên phiên dịch thành Tài hội binh sĩ. OK, tại Nhân dân, bổ các chấp chính, chấp chính có mấy ngày, công số không cố định, tùy theo tình hình. Chấp chính có trách nhiệm xử lý công ta hành chính, xét xử vụ án và chỉ huy quân đội. Trên thực tế, chức năng quan trọng nhất của chấp chính là chỉ huy quân đội, cho nên công số của chấp chính mấy không cố định. Tại vì khi có nhiều cuộc tác chiến thì phải bổ nhiệm nhiều chấp chính hơn để chỉ huy nhiều quân đội hơn. Khi không có cuộc tác chiến thì không cần bổ nhiệm nhiều chấp chính thưa quý vị tại hội dân dân bầu cử chấp chính trên thực tế là binh sĩ si bầu cử người chỉ huy của mình và trong lịch sử chế độ dân chủ là bắt nguồn từ binh sĩ si bầu cử người chỉ huy bây giờ có nhiều người nghĩ rằng chế độ dân chủ là một lý tưởng thật ra không phải mà là một sự tổng lại của kinh nghiệm lịch sử tức là quân đội mạnh nhất hay toàn kết nhất là quân đội mà để binh sĩ si bầu cử người chỉ huy ok trên thực tế chấp chính không phải là ngày có ảnh hưởng lớn nhất Tại vì Lama cũng có một viện nguyên lão, à, thành viên của viện nguyên lão có 300 đến 500 người. À, nguyên lão không phải là do người dân bầu cử, mà là vì chấp chính tiến cử mới trở thành thành viên của viện nguyên lão. Và thông thần chấp chính là xuất thân từ nguyên lão, à, sau chấp chính kết thúc nhiệm kỳ, thông thần chỉ có một năm thôi. chấp chính sẽ quay trở về tiếp tục làm nguyên lão, hay là chấp chính vốn không phải là nguyên lão, nhưng sau nhiệm kỳ kết thúc, theo thần đệ, à, chấp chính sẽ trở thành nguyên lão nhiệm kỳ của nguyên lão là xuất đời thưa quý vị ta à, cho nguyên lão là nghề giáo cổ họ là xuất thân từ gia tộc có lịch sử lâu dài và nếu không phải là xuất thân từ gia tộc lâu dài à, cũng là có kinh nghiệm làm chất chính cho nên hầu hết tất cả nguyên lão đều có giáo dục tốt đẹp và kinh nghiệm phong phú làm chỉ huy và quản lý quốc gia vì vậy viện nguyên lão có ảnh hưởng lớn nhiệm. họ chế tính các loài chính sách và pháp luật và chỉ đạo chấp chính nên làm như thế nào chấp chính viện nguyên lão và tài hội nhân dân Chúng phân biệt tài diện yếu tố quân chủ quý tộc và dân chủ. chấp chính chỉ có mấy người chức năng quan trọng nhất của chấp chính là chỉ huy quân đội và trong chiến tranh quan trọng biển nguyên lão sẽ đồng ý để chấp chính có quyền lực điều hành tất cả tài nguyên và quyết định tất cả các thứ tại vì quyền lực tộc toán là quyền lực thiết yếu cho một người chỉ huy quân đội à, vì có quyền lực tộc toán người chỉ huy mới có thể chỉ huy một cách linh động và hiệu quả và sau khi chiến tranh kết thúc thì quyền lực độc đoán của chấp chính sẽ không thể tiếp tục nữa. Chấp chính đại diện yếu tố quân chủ cũng có thể hiện tiềm mệnh của chế tổ quân chủ, tức là tính hiệu quả. Viện nguyên lão đại diện yếu tố quý tổ. à, họ đều là người có giáo dục tốt lệnh và kinh nghiệm phong phú. Họ chế tỉnh các loại chính sách và pháp luật. Họ cũng có thể hiện tiềm mệnh của chế độ quý tổ quý à, tức là tính trí tuệ. Tại hội nhân dân đại diện yếu tố dân chủ, à, thành viên của họ là người bình dân họ bầu cử chấp chính để tái diện lợi ích của họ. Họ cũng có thể hiện tiềm mệnh của chế độ dân chủ, à, tức là tính bình đẳng. Ba yếu tố này hỗn hợp với nhau, ngày giàu có tập trung ở biển nguyên lão. Nhưng trong họ, nếu có ai muốn trở thành chấp chính à, thì phải do người bình dân bầu cử, à, cho nên họ không thể tổ quyền chính trị. Và người bình dân là ngày đa số, nhưng họ chỉ có quyền lực bầu cử chấp chính. Cùng chấp chính là thành viên của Viện Nguyên Lão phải tôn trọng ý kiến của Viện Nguyên Lão. Cho nên, ngày bình dân cũng không thể tộc quyền chính trị. Chính là trong tình huống như vậy, không có thế là nào, nào có thể tổ quyền chính trị. Cho nên, mỗi ngày có thể cảm thấy an toàn, và không cần sợ mình bị một thế là nào đó chi phối, và trở thành nô lệ một cách thực tế. Đó chính là tự do mà không bị chi phối. Chính là vì có tự do kiểu vậy, mỗi ngày cảm thấy an toàn và tự do, cho nên có thể toàn kết với nhau, quốc phần mình cho quốc gia. Ok, Machiavelli chính là phát hiện rằng, sự mạnh mẽ của La Mã chính là vì người dân trong nước có hận thủ tờ do không bị chi phối, à, cho nên mới có thể toàn kết với nhau. Và trong thành phố của mình, à, là Florence, ngày giàu có có tổ chức hội nghị để quản lý thành phố, có thể chi phối ngày bình dân, à, cho nên ngày bình dân không có niềm tin vào ngày giàu có. À, khi có thể là bên ngoài xâm lược Florence, ngày giàu có muốn tổ chức quân đội để chống cự, nhưng ngày bình dân không muốn cốt phần mình, à, không muốn thăm, không muốn tham chiến. Cho nên người giàu có chỉ có thể tuyển dụng lính đánh thuê Giống như bây giờ nước Nga rất khó tổng viên người dân thăm chiến Phải tuyển dụng lính đánh thuê Và lính đánh thuê chỉ là vì tiền mới thăm chiến Họ không có ý thức yêu mến quốc gia Cho nên sẽ không tận lợi bảo hộ quốc gia Chính là vì vậy Florence rất giàu có nhưng rất yếu, Tại vì không thể tổ chức người dân tạo nên một quân tuổi toàn kết và yêu nợ Và sở dĩ quân tuổi của Lama rất mạnh chính là người dân toàn kết và kỷ luật. À, đó là vì họ cảm thấy tự do trong nợ, họ tham chiến là vì muốn bảo hộ tự do của mình, có tổng lợi rất mạnh. Ok, mà Cavalli đã phát hiện bí mật của sức mạnh của La rồi. À, tất nhiên, à, mà Cavalli sẽ không ngây thơ nghĩ rằng à, chỉ cần tự ra một chế độ là có chính phủ hỗn hợp thì có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tất nhiên là phải có nhà lãnh đạo có tất hành trợ, à, giống như phải có nguyên lão có tất hành như La Mare chấp trong tiếng Anh tất hành mà Machiavelli nêu ra là, là virtue đó là tất hành chính trị không phải là tạo tư công nghệ mục đích là gìn giữ tự do và độc lập của quốc gia trong văn hóa Hy Lạp và La Mã virtue ý là có thể kiểm soát sự hăng muốn bằng lý tính tức là có trí tuệ còn trong tư tưởng của Machiavelli thì có một chút khác biệt theo ngôn ngữ của Machiavelli tất hành chính trị là năng lực chế ngự hen suy fortuna trong ngôn ngữ của Machiavelli, hên suy giống như tính tình của một con cái luôn luôn thay đổi, mà những người có tất hành chính trị giống như tảng ông à, có thể chinh phục nơ thần hen suy, à, có thể luôn luôn thành công dù trong tình huấn hen hay suy. À, bạn chú ý, à, đối với Machiavelli, một người có thể thành công dù trong tình huấn hen hay suy, à, chỉ có trí tuệ quan sát tình huấn là không đủ, phải chủ động tạo nên tình huấn thuận lợi cho mình. À, hen suy giống như một cô gái, yêu thích đàn ông dũng cảm và chủ động Mà Nếu chúng ta muốn phiên dịch tất hành chính trị của Machiavelli một cách đơn giản hơn uh, theo mình, uh, thật ra có thể sử dụng từ ngữ anh minh, uh, tức là vừa anh hùng, vừa thông minh Theo ngôn ngữ của Machiavelli uh, thì là phải vừa dũng cảm như sư đỡ, vừa sầu quyệt như công cáo uh, mặc kẻ tạo tượng, chỉ suy nghĩ cho quốc gia đảm ra sự nghiệp vĩ đại cho quốc gia tạo nên lợi ích lâu dài cho quốc gia à khái niệm này rất tương tự với tờ ngỡ anh minh à, tính anh minh là tính chất quan trọng nhất cho thuật cai trị của quân vương. À, thưa quý vị, à, trong thuật thống trị của Hàn Phi, à, tính chất quan trọng nhất của nhà vua là vô vi à, hay là hư tính, à, tức là không biểu lộ tình cảm cá nhân, mình à, để người ta cảm thấy nhà vua là cái mà không thể hiểu biết được à, cho nên sẽ tự nhiên sợ hãi và phục tùng nhà vua. À, cùng đối với Machiavelli thì hoàn toàn khác biệt. Tính chất của nhà lãnh đạo là an minh, à, người an minh sẽ hiểu biết làm hai chuyện. Một, lấy mình làm cơm mẫu cho thuộc hạ làm theo. Dần dần tạo nên một tùy ngũ mà mỗi người tiểu an minh, tiểu có tất hành chính trị, tiểu biết quản lý quốc gia, tiểu biết chỉ huy quân đội. Mỗi người tiểu có tính tình đầy tủ lãnh đạo quốc gia. hay sớm phát hiện xu hấn hơ hỏng của quốc gia và sớm ngăn cản xu hấn hơ hồng đó hay là tiêu diệt nguồn quốc tạo nên xu hấn hơ hồng và trong tư tưởng của Machiavelli à uh, xu hướng hư hậu của một quốc gia à uh, chính là có xuất hiện một thế lực có thể tổ quyền chính trị và chi phối người ta đó sẽ phá hoại tự do của người dân cũng sẽ phá hoại sự đoàn kết của người dân cho nên Machiavelli thậm chí đồng ý rằng nếu phát hiện có người sẽ tổ quyền chính trị nên ám sát người đó càng sớm càng tốt đó là thủ đoạn hiệu quả nhất thậm chí ví dụ có một nhà lãnh đạo có công lao rất lớn bản thân nhà lãnh đạo đó không có ý muốn độc quyền chính trị nhưng vì công lao của ông ấy quá lớn người dân rất thích ông ấy à, sau khi ông ấy qua đời à, người dân hy vọng công cháu của ông ấy có thể trở thành nhà vua vì vậy công cháu của ông ấy có khả năng từ người dân ủng hộ và độc quyền chính trị thì đối với Machiavelli người anh minh nên ám sát công cháu của ông ấy càng sớm càng tốt tiêu diệt nguồn quốc tạo nên sự độc quyền chính trị thưa quý vị chúng ta có thể nhìn thấy đối với Machiavelli, lợi ích của quốc gia là ưu tiên nhất, đó là tinh thần yêu nước vĩ đại. Vì lấy ích của quốc gia, à, nhà lãnh đạo không nên lo lắng về đạo đức, à, chỉ cần lo lắng về lợi ích của quốc gia. Không chỉ là vậy, à, nhà lãnh đạo cũng phải bỏ qua tình cảm cá nhân. À, điều đó có tương tự về hành vi, à, tức là làm nhà lãnh đạo nên ức chế tình cảm cá nhân mình. À, thật ra, Machiavelli cũng có viết ra một cuốn sách, Florentine Histories, à, lịch sử của Florence. À, trong cuốn sách này, Machiavelli phê bình thành phố của mình một cách rất nghiêm khắc. Ông ấy nói rằng lịch sử của Florence là một quá trình của sự hư hục. Ngày giao của Florence quá kiêu ngọc, ngày bình thường quá thiếu kỷ luật. À, trong nợ có nhiều tăng phái, cung kỵ với nhau, không thể toàn kết với nhau để chống cờ ngoài sân phát triển quốc gia. Khi mà quan sát thành phố của mình, ông ấy ức chế tình cảm yêu nước của mình để bình tĩnh quan sát và tìm ra vấn đề mà trực tiếp nhìn vào tính tình xấu xí của tổng bào mình và ông ấy thấy rằng người dân ở Tất ý là người dễ nhất sẽ hư hỏng ở châu âu à, tại vì người dân ở Tất ý thiếu tính ngân à, vì thiếu tính ngân à, cho nên thiếu ý thức công cộng tại vì chỉ suy nghĩ cho mình thôi à, cho nên cũng thiếu tình cảm yêu nước cho nên không thể toàn kết với nhau vì vậy mà cũng có chủ trương rằng nhà lãnh đạo nên tận dụng thần thoại để cảm dỗ người dân thuyết phục người dân kích thích tình cảm yêu nước của người dân Ông ấy biết rằng à, Tao do ấy là thiếu trí tuệ và thiếu tính chất anh minh. Một nhà lãnh đạo khung khéo là có thể kích thích tức hành táo tự của người dân. Biện pháp chính là kích thích người dân có ý thức bảo hộ tự do của mình. À, nói đến đây, các bạn có thấy chưa? So sánh với Hàn Phi, tư tưởng của Machiavelli là đặc biệt dành cho những nhà lãnh đạo của nước nhỏ mà muốn tranh thủ độc lập. Còn tư tưởng của Hàn Phi là dành cho nhà vua của tế quốc ở khủng lồ. Và mình phải nói ra một điều là Tuy đối với người Trung Quốc họ rất khó có thể nhìn thấy ý tưởng tinh vi của Machiavelli đa số của họ chỉ có thể nhìn thấy rằng Machiavelli giáo dục nhà vua làm thế nào mới có thể thống trị người dân nhưng đó không phải là mục đích của Machiavelli mục đích của Machiavelli là tranh thủ độc lập của quốc gia là vì có lòng yêu nợ Machiavelli vì lòng yêu nợ cho nên bình tĩnh quan sát tính tình xấu xí của đồng bào mình. Ông ấy hy vọng quốc gia mình có thể càng ngày càng tốt còn người Trung Quốc rất khó có thể bình tĩnh quan sát tính tình xấu xí của quốc gia mình. À, hình như đối với họ, à, quốc gia là một thần tầng, à, không thể có khuyết điểm. Khi có người ta nói về khuyết điểm của Trung Quốc, phản ứng của họ đều là Phân Tây cũng có vấn đề, tại sao không nói về Phân Tây? Mình thật sự không biết vấn đề của Phân Tây có gì liên quan đến họ. Nếu trong nội bộ của họ có nhiều vấn đề, dù Phân Tây có vấn đề hay không, à thậm chí Phân Tây đã sụp đổ rồi, Trung Quốc cũng sẽ bị vấn đề của mình cho nên sụp đổ. Một người có lòng yêu nợ thì sẽ luôn luôn cảnh giác về vấn đề chống nợ mình. À, theo tiêu chuẩn này, người Trung Quốc thật ra thiếu lòng yêu nợ, à, chỉ có lòng sống nợ, à, sống bái nhà nợ, sống bái tức nợ. Những người sống bái nhà nợ, theo tiêu chuẩn của Machiavelli, họ thực sự không thích hợp làm nhà lãnh đạo. À, nhiều nhất chỉ có thể làm nhà tuyên truyền thôi. Tại vì không thể ức chế tình cảm của mình và bình tĩnh quan sát tình hình.